thưa quý vị, sự kiện 15 giờ đã đến giờ khai mạc. Thôi mời tất cả quý vị hãy cùng đưa con em của mình cùng tiến vào bên trong nhà hát Giá Mèn để cùng tham gia sự diễn chiều hôm nay. Và bây giờ chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Bự ra sau, rồi bạn nhỏ lên trên,
Rồi, xong rồi ha. Bây giờ chú đếm 1, 2, 3, mình cúi đầu chào ba mẹ và các cô chú nha. Người bé ngoan nào là đường gặp người lớn là cúi đầu chào, biết chưa? Chuẩn bị, 1, 2, 3, chào. Ủa con chào chưa? Ủa tụi con chào ba mẹ chưa? Chào chưa? Chào chưa? Ủa thường chú nhớ mình chào cái người ta vỗ tay liền mà sao chào cũng nghe vỗ tay đâu. Bây giờ chào lại thử coi nè. 1, 2, 3, chào. Đó, thấy chưa, vỗ tay rừng rừng liền ha. Bây giờ tặng quà lấy không? Nhiều hay ít? Mấy bạn nói cái gì vậy con? Lấy nhiều hay ít? Thiệt không? Hỏi lại lần nữa nghe. Nhiều hay ít? Ngồi dưới cũng la phụ nữa hả? Trời ơi, nói nhiều hả? Thiệt không? Không có nói xạo nha. Kiểm tra lại lần nữa nè. 1, 2, 3, ai thích lấy quà? Ít giơ tay. Trời ơi, vậy mình nói lấy nhiều thì nó ít cũng giơ tay quá trời luôn kìa. Trời ơi. Lấy ít hả? Người ta hỏi lấy ít giơ tay mà. Người ta hỏi lấy ít giơ tay mà. Trời ơi. Cô bé ơi, đi đâu vậy con? Mình đây. Hả? Rồi con lùi vô, con lùi vô. Bây giờ mấy bạn nhỏ này nè, cho chú kiểm tra nha. Rồi, hả? Rồi bây giờ mình đếm thử mình có bao nhiêu bạn nhỏ nha. Con nhỏ là đây được cho chú. Rồi, đếm coi. Số đầu tiên là số mấy? Số 1, 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái gì chứng? 9, 2, 3, 9. Chín. Trời ơi. Con ơi, ra đây nói chung chung đây nghe này, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Số 9. Số 9. Chín nữa. Thôi bây giờ mình nói ngọng đi nha. Mình nói ngọng đi. Ấn. 2, 3, Ấn. Rồi cái mặt đơ luôn. Hả? Rồi mời con. Trời đứng trên đây mà lát cái vụ đó. Kính cầm lên số mấy? 60. Giỏi. Số 10 xong lên số mấy? Số 1. Số 1 là số gì? Số 11. Rồi tiếp tục. Số 12. Tiếp tục. Số 13. Tiếp tục. Số 14. Ừ, giỏi quá. Tiếp tục. Số 15. Tiếp tục. Số 16. Ôi giỏi như vậy. Số 17. Số 18. Số 19. 20. Gì vậy trời? 20 gì tới ai mấy vậy? 20 gì tới. Vậy hả? 20. 21. Trời 21 tới con. 22 tới con. 22 tới số hai mấy? 28. Rồi. Ơi 23 bạn nhỏ phải không? Còn mấy bạn lớn chưa có đếm số lên ghế kia ngồi chơi đi. Đi lên kia ngồi chơi giùm chú đi. Để chú giải quyết cái sóng nhà lá rồi tới nhà lầu tính sau. Rồi mình lên nhà lầu chơi đi. Lên nhà lầu chơi đi. Rồi. Thôi. Nhỏ nhỏ ra đây, nhỏ ra đây, ai đếm số rồi ra đây lãnh quà. Trời ơi con chen chi vậy trời. Ra đây đi. Trời khổ ghê, mấy chú hề đâu hết trơn rồi. Rồi. Ủa mình nhớ mình đếm 20 mấy đứa mà sao nhìn lại giờ còn có 10 mấy đứa vậy trời. Nó phải tặng quà cái nó chạy lên. Nè tặng quà cho con. Rồi mời con về chỗ. Ô nhặt giùm chú đi con. Nè, mời con về chỗ. Nè, đặt cho con nè, rồi mời con về chỗ. Xin cảm ơn. Bây giờ trời ơi con nó ngồi tướng dễ thương không?
Bây giờ tiếp theo mời bạn nào học lớp 1, lớp 1 chạy lên đây. Ai học lớp 1 chạy lên đây nhận quà. Lớp 1 đâu, nhanh lên. Lớp 1 xếp hàng vô đi con. Rồi con học lớp 1 luôn, rồi lên đây. Rồi, bây giờ lấy quà nhiều hay ít? Nhiều. Mấy phần? Hai phần, con muốn mấy phần? Bảy phần, con muốn mấy phần? Hai, con muốn mấy phần? Bốn phần, con muốn mấy phần? Năm, con muốn mấy phần? Sáu, con muốn mấy phần? Cười to dễ sợ. Năm. Mười. Mười. Hai. Mười một. Con muốn mấy phần? Cho quà cháu này đi chú ơi. Cho quà cháu này đi. Còn con vô này còn muốn cái tay nữa. Rồi cho con quà nè, mời con về chỗ. Rồi bây giờ ai muốn được bao nhiêu là nhớ cái số của mình nha. Bây giờ thắng chú là sẽ được tặng quà như cái ý của mình, mà thua chú thì mời về chỗ lấy ít hơn. Cái trò chơi của chú dễ không có gì khó đó. Trò chơi có tên gọi là bùm bùm tèn tèn nè. Chú nói bùm bùm cái con đưa tay xuống, nó tèn tèn cái đưa tay lên vậy thôi, được không? 1 2 3 bùm bùm tèn tèn, bùm bùm tèn tèn, bùm bùm tèn tèn, bùm 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 bùm. Sai hết cả đám rồi thấy chưa? Làm lại nghe. 1 2 3 tèn tèn. Tèn tèn là ở đâu? Ở dưới. Bùm bùm là ở trên, nhớ chưa? Làm lần cuối cùng nha. 1 2 3 tèn tèn. Ủa tèn tèn là ở dưới mà, sao bị như vậy? Tèn tèn bùm bùm, tèn tèn bùm bùm, nhớ chưa? Rồi bạn nào xung phong ra đây thay thắng chú lấy 10 phần quà. Ai xung phong? Ôi trời ơi, người đẹp xung phong, người trời dễ thương luôn. Con biết chơi chưa? Rồi. Chuẩn bị nha. 1 2 3 tay tay bùm bùm, tay tay bùm bùm, tay 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 tay. Trời ơi, chị muốn như con dòi. Rồi một thí sinh đã bị loại khỏi cuộc chơi của con hả? Con biết chơi không? Biết không? Rồi chắc chắn nha, chuẩn bị nha. Tay tay lại dưới, bùm bùm lại trên nha. 1 2 3 bùm bùm. Trời ơi, tay tay là ở dưới, bùm bùm là ở trên, nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi nhớ. 1 2 3 bùm bùm. Thông minh thông minh. Tay tay bùm bùm, tay 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 tay. Gì làm gì vậy? Thôi về chỗ đi, về chỗ đi. Có ai nữa, ai lên thi nữa không? Có ai dám can đảm lên thi không? Có ai can đảm lên thi không? Con không? Rồi lên đây. Rồi biết chơi chưa? Biết rồi. Biết rồi. Tay tay là ở đâu? Rồi chuẩn bị nha. 2 3 tèn tèn bùm bùm, tèn tèn bùm bùm, tèn tèn bùm 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 bùm. Trời ơi, anh cứ dậy, anh cứ dậy. Thôi chú ơi, bắt quà, bắt quà cho các cháu. Anh này dễ thương quá, làm muối đi anh. Rồi xuống hết đây, xuống hết đây, giải quyết luôn. Xếp một hàng ngang, xếp một hàng ngang. Rồi đứng ngang, đứng ngang. Dạ đứng ngang anh hai. Đứng ngang mà đứng trước đứng sau là cái gì? Rồi đếm số luôn nha, chia đội nha. Hiện như nó quýnh tôi. 1 2 3 Rồi 4 5 6 7 8 9 10 15. Cái mặt mụn mà học ngu. Cố tình bị người ta la. Nhiều, nói thật em là bị chửi nữa bây giờ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ờ, sao dắt con đi nuôi nhà trẻ như vậy? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Trời ơi, tới 37 người luôn. Trời ơi, cây này lỗ chắc luôn. Rồi, 37 người.
Trời, bây giờ chia ra làm hai đội nha. Một người bị lẻ rồi, bây giờ tính 36 rồi. Bây giờ 18 người một đội, trời ơi. Thôi bây giờ 18 người một đội, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi 18 người này, bên này 19, bên này 18. Rồi, bây giờ vô đây thi kéo co. Lớn đứng trước, nhỏ đứng sau. Gàng. Rồi, ôm bụng mạng mình vô, đứng vô, ôm bụng mạng mình vô. Bên này đứng vô, ôm bụng mạng mình vô. Rồi, ôm bụng mạng mình vô, gàng không, dám thi không? Dám không? Trời ơi, vậy mà dám luôn hả? Rồi, ôm vô coi mắc cỡ cái gì, trời ơi, gàng này ra. Nên cái làm cái gì mà nắm nắm hay quá, nó đánh áo người ta. Hả? Rồi. Rồi, con em ra sau đi để em chai áo xanh này được rồi. Cái gì vậy? Rồi, ôm gì? Ôm vô. Chuẩn bị xong chưa? Bây giờ ba hiệp nha, kéo bạn mình qua người chú là sẽ thắng, nghe chưa? Rồi, ủa sao không ôm? Ôm vô đi. Ôm mẹ vô. Trời ơi. Hey, ôm đàng hoàng, nắm áo người ta lách người ta ra phía sau đi. Ôm không? Ôm ra phía sau luôn. Rồi, hạt nữa đó. Rồi, ôm bạn gái vô. Gì vậy? Ôm bạn gái vô. Hả? Bạn gái đi hả? Trời ơi, mệt ghê vậy đó. Rồi, trời ơi, đấy. Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3, ra. Cái tội, thấy chưa? 1-0 dành cho đội bên này. Thôi, mấy cô gái đi đằng sau đi, mắc cỡ, chen lên ôm chi. Để con trai người ta lên, ta ôm đi. Trời ơi. Rồi, ôm vô, con trai đâu, tiến lên, ôm vô. Đó. Trời ơi, mắc cỡ, mà đòi đi, đầu đứng, ta ôm, không cho ta ôm. Rồi, chuẩn bị, hiệp thứ hai bắt đầu. Hiệp này, hai đội lăn quay què. Hiệp thứ ba, ôm vô. Anh mới bự lên, ôm đàng hoàng cái coi. Rồi cho bé này lần đầu đi. Rồi. Ông chị, trời ơi. Trời, nó bỏ dép ra luôn kìa. Rồi vô ông chị đi con. Vô ông chị đi con. Rồi, hiểu luôn. Đội nào thua thì biết liền luôn á. Rồi, ôm đi. Ông chị vô. Nhét con tay vô. Trời ơi, một mình chắc hết nè. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi xong, kết thúc. Một tràng pháo tay dành cho đội bên này. Thua. Ba hiệp rồi. Ba hiệp rồi, người ta thắng một điểm là người ta thắng. Rồi, trời ơi, đứng bên đó đi, tặng quà cho bên thua trước. Thôi xếp hàng vô chứ chia bằng nhau mà. Bên này thắng nhận sau con. Mới bạn một bịch. Tôi xếp hàng vô. Rồi, về chỗ. Cỡ nào cũng có cách nha. Lại ra được hết nữa à. Rồi, về chỗ. Rồi, bên này xếp hàng vô, không xếp hàng, không phát. Rồi, hai bịch về chỗ con. Con bên thua hay bên thắng? Con gái lại đây. Con bên thua hay bên thắng? Bên nào? Con đứng phía bên nào? Con đứng phía bên này hay là phía bên đây? À, bên này phải không? Rồi, chúc mừng con. Rồi, về chỗ đi, thua. Rồi, trước khi chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện Hà Rạp. Không biết là con bé nào đi đầm sen mà có ước mơ mình lớn lên mình làm ca sĩ không ta? Hôm nay chúng sẽ mời lên đây hát một bài tặng cho bà con cô bác nè. Rồi, bây giờ mời bé gái đầu tiên nha. Bé gái nào xuống không? Hả? Bé gái nhỏ nhỏ xinh xinh đâu rồi? Bạn nào? Rồi, mời bạn lên đây. Rồi, ca sĩ đây hả? Hả? Chưa có biết hát hả? Hả? Bạn nói con không biết hát. Biết. Biết, thấy chưa? Để ca sĩ người ta chào khán giả nè. Trời ơi, ca sĩ này nhìn nhớ nó siêu lắc quá. Mời ca sĩ chào khán giả, 2, 3. Đó, con tên gì? Anh Châu. Cái gì?
con nói nhỏ nhẹ từ từ thôi, mình con gái con ơi ha, mình con gái mình nói nhỏ nhẹ nghe. 1 2 3 con tên gì? Anh Dung. À, con tên Dung đúng không? Trời trời mày dữ dễ sợ. Hạnh Dung đấy, dữ dễ sợ luôn. Hạnh Dung năm nay mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi. Trời, người từ hành tinh khác ơi, bự thế này mà mới có 2 tuổi thôi, đi học chưa? Rồi. Học lớp mấy? Lớp. Học giỏi không? Giỏi. Biết làm toán không? Không. Ai? Trời ơi, học sinh giỏi mà không biết làm toán. Tôi tự mình đố mình luôn. 1 + 1 bằng mấy? 1 + 1 = 2. 2 + 3 bằng mấy? 2 + 3 bằng quên. 2 + 3 bằng con quên rồi. Trời, đi học vui không? Thế bây giờ con hát bài gì đây? Ba. Uống thuốc chưa? Con hát bài gì? Con hát bài gì? Rồi, anh nó nói đúng, con không biết hát rồi. Thôi con về chỗ đi. Nè, cảm ơn con. Rồi. Rồi, xin được cảm ơn rất nhiều. Ai đây áo sọc hả? Rồi, mời con. Nhân vật cuối cùng. Nó muốn lên không? À, con hả? Rồi, nhân vật cuối cùng nha. Rồi, đây, mời con gái lên đây. Hát lẹ vô coi kịch luôn ha. Rồi, về cúi đầu chào ba mẹ, các cô chú đi. 2, 3, trời ơi, hello. Dòng tay lại ạ đi, 2, 3. À. Con tên gì? Châu. Châu mấy tuổi? 3 tuổi. Đi học chưa? Chưa. Vậy biết hát không? Biết. Vậy con hát bài gì? Ba thương con. Thương con. Rồi, cho cháu một chào bao tay cho bài hát cả nhà thương nhau. Rồi, hát đi. Cái vụ gì vậy trời? Ê, mở hàng cô kia nghe. Ô, chào người đẹp từ xa mới tới. Trời ơi, cầm áo đầm đẹp xè ra, coi áo đầm đẹp đâu xè ra. Đó, xây một vòng tròn đi. 2, 3, quay, ẻo. Nhúng một cái chào khán giả, 2, 3, nhúng. Con tên gì? Con tên Phạm Minh Anh. À, Minh Anh mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Bây giờ bé Minh Anh sẽ hát bài gì? Đèn nhà con. Rồi, chúng ta sẽ cho bé một tràng bó tay thật to. 2, 3. Trong kia